Vâng, xin kính chào cô chú anh chị các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Trước mắt cô chú anh chị các bạn vẫn là cái căn phòng nơi mình đang sinh sống làm việc tại Nhật Bản. Thì hôm nay mình tiếp tục quay một cái video ngắn giới thiệu cho cô chú anh chị một số các dòng loa, loa Bluetooth, loa nghe nhạc, loa hát karaoke và một số con nồi chiên không dầu. Đấy thì mình sẽ quay chi tiết, sau đó mình báo giá đường biển về để cho cô chú anh chị cùng lựa chọn. Đường biển thì có một cái ưu điểm là giá thành của nó rất là tốt. Đấy thì trước mắt cô chú anh chị bạn là một số loa Bluetooth này, loa nồi chiên không dầu này. Đấy thì bây giờ mình đi mình quay cận cảnh con loa Bluetooth này nhá. Đây là một dòng loa bán chạy nhất tại thị trường Nhật Bản. Đấy thì lát nữa cuối video này mình sẽ test con loa này cho cô chú anh chị cùng tham khảo và thưởng thức. Thế thì trước mắt của chú các bạn là một con loa Bluetooth, nó vanh đường kính khoảng hơn 30 cm. Con này thì trong tình trạng hàng đã xài, đã qua sử dụng anh chị em nhé. Bây giờ mình mở cái lưới ra cho anh chị em xem mà. Con này nghe cực kỳ hay và cực kỳ chất luôn. Lát cuối video này mình sẽ test cho anh em xem, nghe một đoạn nhạc không lời. Đấy, con này nó sở hữu hai quả trung, hai quả chép và một quả bát. Đặc biệt đằng sau nó có một cái quả trầm nữa, nên là âm bát của nó rất là mạnh mẽ luôn. Con này có một cái ưu điểm đó là anh em có thể xách đi dã ngoại được, vì nó cắm sạc, sạc pin mà. Nó có sạc điện, lưu trữ điện. Đấy. Và có đặc biệt là nó thì có thể cắm điện 110-220, nó chạy qua một cục adapter. Nên rất là tiện lợi để cắm điện hoặc xách đi chơi cho cốp xe máy vô tư. Giá về tận sân là 2.800.000 đồng nhá. Cuối video này mình sẽ test cho anh chị em xem. Đấy thì quay trở lại màn hình thì bây giờ mình xin giới thiệu cho anh chị em một cái con nồi chiên không dầu đã qua sử dụng. Con này thì cũng trong tình trạng đã qua sử dụng nhưng còn rất đẹp anh chị em nhá. Rất đẹp và cái kiểu dáng của nó thì trông rất là thanh lịch và trang nhã. Để trong phòng bếp cũng rất là đẹp luôn. Đấy thì bây giờ mình quay phía trước phía sau anh chị em xem thì con này nó nồi chiên không dầu anh chị em nhá. Anh chị em có thể chiên gà, chiên vịt, chiên khoai tây, rang lạc. Đấy, gầm rất là sáng luôn, đẹp. Con này anh em chị em lưu ý là cắm điện 100 nhá anh em nhá. 100 hoặc 110. Anh chị em nào phang 220 là cháy luôn. Đây là đang những cái hàng đang được tiêu thụ và sử dụng tại thị trường Nhật Bản. Con này giá về tận sân là 3 triệu tiền Việt Nam nhá. Số điện thoại thì đang chạy trên màn hình cô chú chị các bạn. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện trực tiếp qua Zalo. 3 triệu tiền Việt Nam là bao ship toàn quốc anh em nhé. Gửi hàng từ Móng Cái đến Cà Mau. Hàng đi máy bay 15 đến 17 ngày sẽ nhận được hàng. Đấy, thì kế tiếp xin giới thiệu cho anh chị em một con Diathông DS55XL. Con này trong tình trạng rất đẹp. Đẹp từ trên xuống dưới, đẹp từ trong ra ngoài. Con này nó cao khoảng, đo ước lượng của mình thì nó khoảng 55 cm anh em. Khoảng 55 cm. Con này sở hữu một bát và một chép, hai đường tiếng tách biệt, nghe nhạc trong không gian tầm 30 m² thì vô cùng hay luôn, tuyệt vời luôn. Đặc biệt con này nó rất là đẹp luôn anh chị em nhé. Em quay cho anh chị em xem. Con này thì bát của nó thì 25 cm. Giá về biển nhé, con này mình đi tàu biển được, mà anh em nào thích đi bay cũng được. Giá về biển là 8.500.000 đồng, bao ship toàn quốc. Trong tình trạng rất đẹp, hàng nguyên bản anh em nhé. Hàng tuyển chọn kỹ tại các trung tâm thương mại của Nhật Bản. Chưa đâm đụng, chưa ngập nước. Diathông DS55XL. Con này full công suất 150W một quả nhé. Đặc biệt con này trùng series anh em nhé. Đẹp từ trước về sau, đẹp từ trong ra ngoài. Anh chị em có thể quan sát. Số điện thoại thì đang chạy trên màn hình cô chú các bạn. Anh chị em là quan tâm giá đường biển 8.500.000 đồng. 8.500.000 đồng đi đường biển bao ship toàn quốc thì nó khoảng 3 tháng thì sẽ nhận được hàng anh chị em nhé. Còn đi máy bay thì tầm 15 ngày thôi. Anh chị em nào muốn đi máy bay thì mình nhắn tin lại, mình báo giá lại đi đường bay nhé. Thì đường biển là 8.500.000 đồng, đường bay thì thêm vài triệu nữa. Đấy thì tùy theo lựa chọn của cô chú như các bạn đó. Đấy, mình cố gắng là zoom xa ra, zoom cận và zoom xa. Con này bày thì cực kỳ đẹp luôn, hay chất.
cực kỳ trang nhã và thanh lịch, sang trọng. Tất cả căng lưới rất là đẹp luôn, anh em quan sát đấy, toàn cảnh của nó đấy, bày rất là đẹp luôn, nghe hay. Giá về tận sân 8.500.000 đồng đi đường biển anh chị em nhé. Đi đường biển thì anh em chuyển tiền hết cho mình trước nhé, sau đó mình sẽ đóng hàng mình gửi về. Còn đi đường bay thì anh em có thể đặt cọc, đường bay nó rất là nhanh. Đấy, thì kế tiếp xin giới thiệu cho cô chú các bạn một con Victor, hàng đẹp hay không thì bây giờ mình quay cho anh chị em xem. Con này thì rất là nặng luôn anh em, con này thì đi tàu biển thôi, cố gắng đi tàu biển cho anh chị em để chơi trước dịp Tết Nguyên Đán này. Đấy thì anh em quan sát con này sở hữu 3 đường tiếng này, anh em trông cái kiềng của nó này, không khác gì đập hộp luôn. Đấy, 3 đường tiếng trong cái kiềng nguyên sáng loáng luôn anh em, sáng soi gương được luôn. Con này thì bass 30, anh em có thể thích hợp hát karaoke nghe nhạc vô tư thoải mái luôn. Con này nặng như một chiếc cối đá anh chị em. Đấy thì con này đi tàu biển về là 17 triệu tiền Việt Nam nhé anh em nhé, 17 triệu bao ship toàn quốc luôn. Mình cố gắng mình quay cho anh em xem đằng sau của nó nhé, đằng sau của nó và công suất và thông số kỹ thuật. Đấy, con này thì con Victor SX511, công suất cực kỳ lớn luôn, anh em có thể hát karaoke thì tuyệt vời luôn, nghe nhạc cực kỳ chất luôn, full 300W thùng anh em ạ. Bass to, 3 đường tiếng, về tận sân 17 triệu tiền Việt Nam, giá đi đường biển anh em nhé. Đi đường biển khoảng 3 tháng thì anh em sẽ nhận được hàng. Đấy, đây là con bên đây này, bên đây thì nó nguyên ở siêu thị về mình chỉ bóc ra một con thôi. Còn anh em nào mà chốt con này mình bóc tiếp và xong là trước khi đóng gói mình sẽ test cho anh em một đoạn nhạc gửi qua Zalo cho anh chị em. Đấy, thì quan sát ở đây là tem bảo hành, giấy bảo hành của Nhật này. Bảo hành chưa đâm đụng, chưa sửa chữa, chưa ngập nước, hàng nguyên bản, nguyên chất tại siêu thị của Nhật Bản. Đấy, thì anh em nào mà mua loa tại Việt Nam hay vớ phải những con đâm đụng, sửa chữa, mông má tốt tát, giá thành rẻ hơn một chút thì đây là một sự lựa chọn vô cùng thông minh, sáng suốt, giá 17 triệu tiền Việt Nam về tận sân cho cô chú anh chị các bạn. Số điện thoại thì đang chạy trên màn hình cô chú các bạn nhé. Anh chị em nào quan tâm thì nhanh chóng chụp ảnh gửi qua màn hình con SX511 Victor, đẹp như hoa hậu Nhật Bản luôn. Đấy, thì kế tiếp xin giới thiệu cho cô chú anh chị bạn một con ở giữa này. Đây là toàn cảnh của nó này, con này cao to đẹp trai anh chị em nhé. Đấy, đây là phía giữa này, đây là một con loa cổ của Technic. Con này là mình định giữ lại để kiếm một con đầu cối nữa để bán, nhưng mà tiện clip này quay cho anh chị em xem luôn, bởi vì nó trong tình trạng quá đẹp luôn, thì quay cho anh chị em, anh em chốt thì cũng bán luôn. Đấy, lưới e căng rất là hoài cổ luôn, con này kết hợp với con đầu cối nữa thì vô cùng tuyệt vời luôn anh em. Mở cho anh chị em xem nhé, mở lưới cho anh chị em xem, cố gắng quay cả đằng sau nữa để cô chú anh chị tiện chốt luôn. Con này cũng sở hữu bát 30, một chung một chép, thẳng hàng anh chị em ạ. Cộng với 2 tinh chỉnh bên trước và bên sau cũng có tinh chỉnh nữa, nó ra rất là nhiều các đường tiếng khác nhau, rất phù hợp với lại dòng các dòng đầu cối. Con này cũng sở hữu bát 30cm anh em nhé, hàng chưa chạm vít. Con này thì đẹp từ trước về sau anh chị em. Đấy, sở hữu 3 đường tiếng thẳng hàng, hai bên tinh chỉnh hai bên. Con này có cái hay là cứ mở lưới ra trông nó cũng đẹp. Con này gỗ toàn phần anh em nhé, gỗ xịn toàn phần, gỗ thịt toàn phần, Technic SP500. Giá con này về tàu biển là 12.900.000 đồng anh chị em nhé, 12.900.000 đồng bao ship toàn quốc, giao hàng từ Móng Cái đến Cà Mau. Giá trên là đi tàu biển nhé. Anh chị em nào mà kinh tế hạn hẹp một chút mà có tính kiên trì chờ đợi thì anh em nên chọn hướng đi tàu biển. Tàu biển hơi lâu một chút, tầm 3 tháng thôi. Anh em thì quan sát, mình cố gắng quay phía sau cho cô chú anh chị cùng quan sát. Con này vẫn nguyên giấy bảo hành của Nhật nhé, mua tại tiệm đồ cũ, tiệm hát ọp tại các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản. Đấy, đây là giấy bảo hành này, nguyên đai nguyên kiện, chưa sửa chữa, chưa đụng chạm nữa. Con này thì nó mới lắm, đằng sau anh em trông này. Đấy,
các nút tinh chỉnh kết nối dây loa nguyên sáng bóng luôn. Số điện thoại thì đang chạy trên màn hình cô chú anh chị các bạn nhé. Anh chị em nào quan tâm thì chụp ảnh nhắn tin qua số Zalo để chốt. Tất cả các hàng đi tàu biển thì anh chị em chuyển tiền trước cho mình nhé. Chuyển tiền trước sau đó mình sẽ gửi hàng về Việt Nam. Còn anh em đi máy bay thì có thể cọc. Bởi vì là đi đường biển thì mình chỉ lấy công đóng gói thôi, mình công đóng gói thì anh em chuyển tiền trước, gọi là mua hộ anh em thôi. Đấy. Nên là toàn cảnh của con này rất là đẹp luôn. Đấy, thì ngay bây giờ mình sẽ test cái con loa Bluetooth này nhá. Anh em chờ mình trong giây lát. Test cái con loa Bluetooth để cô chú chị cùng quan sát. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Thì ngay bây giờ không để anh em chờ đợi lâu, mình sẽ test cái con loa này. Đồng thời kính chúc cô chú chị các bạn có một ngày nghỉ lễ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Ngay bây giờ thì mình xin test cái con loa Bluetooth từ cái nền nhạc trên điện thoại nha anh chị em nhé. Con này rất là tiện lợi luôn, thế anh em có thể thấy là khi mà bật loa này mình kết nối vào điện thoại thì bây giờ mình mở một đoạn nhạc không lời để cô chú chị bạn cùng tham khảo và thưởng thức. Clip ngắn thì mình xin tạm dừng tại đây nhé. Kính chúc cô chú các bạn xem video vui vẻ và hẹn lại anh chị em ở những clip kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt.